Chúng ta được sinh lại bởi nước và thánh thần. Trích khảo luận của Thánh Ambrosio Giám Mục về các màu nhiệm. Bạn thấy gì nơi giếng rửa tội? Tất nhiên là thấy nước, nhưng không phải chỉ có nước, mà ở đó còn có các thầy lễ vi phục vụ, có vị thượng tế thẩm vấn và hiến thánh. Trước hết, Thánh Phaolô Tông Đồ dạy bạn, đừng chú tâm đến những sự vật hữu hình, nhưng đến những thực tại vô hình quả vậy, những sự vật hữu hình chỉ là tạm thời, còn những thực tại vô hình mới tồn tại vĩnh viễn. Bạn còn đọc thấy ở chỗ khác, những gì người ta không thể nhìn thấy được nơi thiên chúa, tức là quyền năng vĩnh cửu và thần tính của người, thì từ khi thiên chúa tạo thành vũ trụ, trí khôn con người có thể nhìn thấy được qua những công trình của người. Chính Chúa cũng đã nói, dù các ông không tin tôi, Ít ra cũng hãy tin các việc tôi làm Vậy bạn hãy tin ở đó có Thiên Chúa hiện diện Bạn tin Chúa hành động mà lại không tin người hiện diện sau Nếu không hiện hữu trước thì làm sao hành động được Hãy xem mầu nhiệm đã có từ xa xưa thế như thế nào Và đã được báo trước nơi chính nguồn gốc của vũ trụ ra sao Từ nguyên thủy khi Thiên Chúa dựng nên trời đất thần khí thiên chúa bay lượn trên mặt nước thần khí bay lượn mà lại không hành động sao bạn hãy nhận biết người hành động trong việc tạo thành vũ trụ qua lời thánh bình sau đây một lời chúa phán làm ra chín trần trời một hơi chúa thở tạo thành muôn tinh tú thần khí bay lượn và hành động cả hai việc này đều dựa vào lời chứng của các ngôn sứ ông mose nói thần khí bay lượn trên mặt nước còn vua David thì làm chứng thần khí hành động. Bạn hãy nghe một lời chứng khác. Mọi xác phàm đều ra hư đốn vì những điều gian ác nó làm. Sách sáng thế nói, thần khí của ta sẽ không ở lại mãi mãi trong con người, vì con người chỉ là xác phàm. Qua câu này, Thiên Chúa cho thấy con người mất ơn thần khí vì xác thịt ô uế và vết nhơ tội lỗi nặng nề. Do đó, khi thiên chúa muốn phục hồi ơn đã ban thì người gây ra nạn hồng thủy và truyền cho ông noe là người công chính lên tàu khi nước lục rút đi thì trước hết ông noe thả con quạ rồi sau đó thả con bồ câu theo chuyện kể chim bồ câu đã mang về một nhánh ô liu bạn thấy nước bạn thấy cây kịch bạn ngắm nhìn con bồ câu Thế mà bạn còn hồ nghi về màu nhiệm hay sao? Nước là nơi cho thể xác dìm vào để tội lỗi của con người được tẩy xóa. Trong nước, mọi sự xấu xa đều bị chôn vùi. Cây là chỗ Chúa Giêsu bị đóng đinh khi Ngài chịu thương chịu khó vì chúng ta. Chim bồ câu là vật Chúa Thánh Thần mượn hình để ngự xuống. Như bạn đã học trong Tân Ước, người là đấng đem lại cho tâm hồn bạn sự bình an và cho trí khôn sự yên hàn. Lạy Chúa, Chúa cho kẻ lầm lạc thấy ánh sáng chân lý của Chúa để họ được trở về nẻo chính đường ngay. Xin ban cho những người xưng mình là tơ hữu biết tránh mọi điều bất xứng và theo đuổi những gì thích hợp với danh nghĩa của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con Amen